Từ vùng đất phong phú của Việt Nam, Vietsern Breakfast mang đến sản phẩm yến xào cao cấp cho thị trường Úc. Yến hủ chân đường, yến hủ chân đông trùng hạ thảo và tổ yến nguyên chất. Sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất với chứng nhận HACCP ISO 22000-2018 và giấy phép nhập khẩu chính ngạch từ Bộ Nông nghiệp Úc, cam kết chất lượng và an toàn, sản phẩm Vietsern Breakfast sẵn sàng chinh phục thị trường Úc. Chú trọng đến từng chi tiết, đảm bảo sản phẩm an toàn, sạch và dinh dưỡng. Chúng tôi đang cần hợp tác với các bạn. Vietsern Breakfast đem đến sức khỏe và phồn vinh từ thiên nhiên. Hãy trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay. Anh, em làm sao đi bước này? Thử cái này xem. Này em. Sao anh? Em biết là không ai được phép kêu em gửi cho họ ảnh của em nhé. Nếu em không chắc thì em cứ nói chuyện với anh. Ừ. Dạ, tuyệt. Tuyệt. Mỗi cuộc chuyện trò giúp chúng ta tiến gần hơn với thế giới không có lạm dụng tình dục trẻ em. Hãy cùng nhau chấm dứt lạm dụng tình dục trẻ em. Mỗi lúc một cuộc chuyện trò. Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024. Và kính thưa quý vị khán giả, 1 tháng 4 năm nay cũng nhằm vào Easter Monday, có nghĩa là thứ hai phục sinh. Và cũng chính vì vậy, Thủ tướng Albanese cùng với lãnh tụ đối lập Peter Dutton ngày hôm qua Chủ nhật đều đã có những cái thông điệp phục sinh gửi đến cho toàn thể cử tri Úc Châu. Với Thủ tướng Albanese thì ông đã lên tiếng cảm ơn những người vẫn làm việc vất vả trong những ngày lễ phục sinh lần này để mọi người có được một cái lễ nó có nhiều ý nghĩa hơn. Đồng thời Thủ tướng cũng kêu gọi phục sinh là một lời nhắc nhở rất quan trọng về sự tha thứ với mọi người. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở vấn đề an toàn giao thông. Và tương tự, lãnh tụ đối lập Peter Dutton ngày hôm qua cũng đã nhắc nhở tất cả cư dân Úc là hãy thận trọng trong vấn đề di chuyển trên đường vào lễ phục sinh lần này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Penny Wong cũng xác nhận lái xe an toàn chính là một trong những thông điệp quan trọng nhất và chính là một cái hình thức mà chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau giữa những thành viên trong gia đình. Và mặc dù những lời nhắc nhở của các nguyên thủ của lãnh tụ đối lập cũng như của ngoại trưởng đều có một cái điểm chung là lái xe phải cẩn thận. Tuy vậy, lễ phục sinh năm nay cũng là một trong những chuỗi ngày kinh hoàng khi mà đã có đến 17 người tử vong trên khắp nẻo đường trên toàn quốc Úc Châu chỉ trong vòng cuối tuần vừa qua mà thôi, mà số người tử vong nhiều nhất lại rơi vào tiểu bang Nam Úc. Và các chuyên gia cho rằng con số 17 người tử vong này vẫn chưa dừng lại bởi vì con số này chỉ kết thúc vào nửa đêm ngày hôm qua 31 tây tháng 3 mà thôi, trong khi dữ liệu cho ngày hôm nay 1 tháng 4 vẫn chưa được cập nhật. Và chúng tôi hy vọng là sẽ không có thêm một trường hợp đáng tiếc nào nữa xảy ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dịp lễ phục sinh này cũng được cho là có một cái thông tin cũng khá buồn đối với Thủ tướng Anthony Albanese khi mà tờ The Australian công bố một cái kết quả thăm dò mới nhất của hãng News Poll thì cho thấy Thủ tướng Albanese đang mất đi sự ủng hộ của một bang rất lớn và rất giàu có, đó là tiểu bang Tây Úc. Đồng thời, số lượng cử tri người trẻ tuổi, tức là một cái thành phần cử tri khá quan trọng trên toàn Úc Châu, thì cũng dường như cũng giảm sự ủng hộ đối với chính phủ lao động. Cuộc thăm dò này thì cho thấy là đảng lao động mặc dù vẫn đang dẫn trước liên đảng tới 4 điểm khi mà cũng đang nhận được cái tỷ lệ ủng hộ là 52%, trong khi liên đảng đối lập chỉ nhận được sự ủng hộ là 48%. Nhưng mà sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Albanese nếu mà tính về giới thì giới trẻ đang giảm. Kể từ khi mà kết quả thăm dò hàng quý mới gần đây nhất được công bố là vào tháng 12 năm 2023, thì khi đó thì tỷ lệ ủng hộ giữa chính phủ lao động là 66% và tỷ lệ ủng hộ cho liên đảng đối lập là 34%, thì đến nay đã giảm 5 điểm khi mà lao động chỉ còn 61%. Và phân tích cuộc bỏ phiếu sơ bộ của các cử tri trẻ tuổi cũng cho thấy là đảng lao động cũng đã bị mất tới 5 điểm, giảm từ 38 điểm xuống còn 35 điểm ủng hộ kể từ tháng 12 vừa rồi. Trong khi đó liên đảng thì giành thêm được 5 điểm lên 27 điểm. Và một thượng nghị sĩ của Tasmania là bà Jackie Lambie cũng cho biết
là cái cuộc thăm dò này cũng phản ánh xu hướng ngày càng rộng rãi của cử tri trẻ tuổi, đó là không muốn tham gia vào chính trị. Mà phần lớn nguyên nhân cũng có thể là do họ thất vọng về đời sống sinh hoạt đắt đỏ hiện nay, với giá nhà hay giá nhà thuê thì ngày càng trở nên ngoài tầm với của họ. Còn tính về tiểu bang thì tỷ lệ ủng hộ cho phe đối lập cũng tăng lên 51 đến từ 49% ở tiểu bang Tây Úc. Và đây là lần đầu tiên liên đảng của đối lập của thủ lĩnh Peter Dutton vượt qua đảng lao động kể từ khi đảng lao động chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2022 lên cầm quyền. Và phe đối lập cũng tăng được một điểm ở tiểu bang New South Wales. Và ở tiểu bang Nam Úc thì đảng lao động cũng vẫn dẫn trước nhưng giảm một điểm. Và Queensland được cho là tiểu bang duy nhất khi mà chính phủ lao động của Thủ tướng Albanese vẫn tiếp tục giữ hơn điểm so với liên đảng. Và kính thưa quý vị, trong khi đó thì trong ngân sách vào tháng 5 sắp tới, Thủ tướng cũng như là Bộ trưởng Ngân cố là ông Jim Chalmers luôn kêu gọi một cái sự gia tăng lương đồng nhịp với tỷ lệ lạm phát. Đây không phải là một thông điệp mới mẻ, bởi vì đây là thông điệp mà chính phủ đã sử dụng xuyên suốt trong 3 năm vừa qua kể từ cuộc bầu cử vào tháng 5 2022. Và hiện nay thì lạm phát đang ở mức 3.4% trong tháng 2. Và trong trường hợp lương bổng gia tăng đồng nhịp với lạm phát thì mức tăng này nó cũng không cao, bởi vì vào năm ngoái Fair Work Commission cũng đã quyết định gia tăng mức lương tối thiểu thêm 5.74%. Ngoài ra, mức lương của việc làm thêm giờ, có nghĩa là lương phụ trội, được gia tăng cao hơn, có nghĩa là gia tăng đến 8.6%. Và tại Úc, cho dù chính phủ mong muốn như thế nào cũng như là nghiệp đoàn ACTU muốn lương cao ra sao và doanh nghiệp muốn lương tăng thấp ra sao, tất cả đều không có quyền quyết định. Bởi vì quyền quyết định nằm trong tay Ủy hội làm việc công bằng, có nghĩa là Fair Work Commission. Và tất nhiên Fair Work cũng sẽ đưa ra mức tăng lương trước thời điểm 1 tháng 7. Tuy nhiên, những cái rủi ro mà chính phủ có thể sẽ đối diện là bởi vì chính phủ tuyên bố là chính phủ mong muốn mức lương sẽ gia tăng trong khi lãi suất sẽ được giảm hạ. Đây là một cái sự mâu thuẫn trong lời phát biểu của chính quyền lao động Albanese, bởi vì nếu tăng lương, người dân sẽ chi tiêu nhiều hơn. Và khi người dân chi tiêu nhiều hơn thì lạm phát có thể vẫn tiếp tục duy trì ở mức 3.4% hoặc thậm chí là cao hơn. Và nếu lạm phát duy trì cao thì lãi suất không thể nào giảm hạ được. Đó là một cái yếu tố tất nhiên, và đây cũng là một cái điểm được cho là sẽ gây nên sự xung đột trong ngân sách vào tháng 5 sắp tới. Tất cả mọi người đều trông chờ xem chính phủ sẽ chi tiêu như thế nào trong ngân sách khi mà những cái yếu tố như là tăng lương cao, lạm phát thấp và lãi suất thấp, ba yếu tố này hiện nay đang được coi là kim chỉ nam cho nền kinh tế của nước Úc. Bởi vì như Lily vừa mới nói là người trẻ tại Úc đang cảm thấy rất là thất vọng với chính phủ Albanese khi mà đời sống quá là khó khăn. Và do đó mọi người đang hy vọng trong ngân sách vào tháng 5 sắp tới thì ít nhất một vài biện pháp tài trợ nào đó cũng sẽ được công bố, để thứ nhất là đời sống bớt khó khăn hơn, và thứ hai là những người đang hưởng tiền từ Centrelink cũng có thêm một ít tiền trong túi qua trong cái ngân sách lần này. Tuy nhiên, ông Jim Chalmers tỏ ra khá là thận trọng khi ông không đưa ra bất cứ tuyên bố nào, và đồng thời ông vẫn nói nền kinh tế của Úc vẫn rất là dẻo dai và chính phủ không thể chi tiêu quá tráng. Nếu chính phủ chi tiêu nhiều thì lạm phát sẽ rất khó giảm hạ. Và đó là những cái tuyên bố mà các chuyên gia cho rằng nó không được rõ ràng và nó khá là mâu thuẫn trong bối cảnh hiện nay. Còn về đối với ngân hàng chữ kim thì thưa quý vị và các bạn, là mặc dù thì ngân hàng chữ kim ABA thì luôn cho rằng là việc tăng lương thì không làm gia tăng lạm phát ở Úc Châu trong suốt cái 3 năm qua. Tuy nhiên, thống đốc ABA là bà Michelle Bullock thì cũng nói rõ rằng là bà cũng vẫn cảnh giác về việc mà tăng lương có thể làm gia tăng lạm phát. Do vậy mà đang có một số cái lo ngại rằng là nếu mà tiền lương tiếp tục được gia tăng trong năm nay thì ABA cũng đã tính đến việc là giảm hạ lãi suất trong năm nay, có thể sẽ phải suy nghĩ lại cái kế hoạch đó của mình. Kế hoạch của ABA là nâng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu là từ 2 đến 3% vào cuối năm 2025. Tất nhiên ABA thì cũng không cần chờ mức lạm phát xuống đến cái mức mục tiêu đó thì mới hạ giảm và hạ giảm lãi suất. Thế nhưng mà chỉ cần khi nào thì lạm phát ổn định
nền kinh tế Úc không rơi vào suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cũng không quá cao, tức là không quá mức là 4.5%, thì có thể bắt đầu hạ giảm lãi suất. Và hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng là cái thời điểm mà RBA có thể sẽ xem xét hạ giảm lãi suất là vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, tất cả chúng ta còn phải chờ xem là các cái dữ liệu về chỉ số tiền tăng lương hay chỉ số lạm phát hay chỉ số thất nghiệp như thế nào, thì điều đó đều ảnh hưởng đến quyết định của RBA vào cuối năm nay. Còn thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực xây dựng thì như chúng ta đều biết là có rất nhiều các công ty xây dựng đã sụp đổ và tất nhiên thì để lại rất nhiều những hệ lụy. Mà hôm nay đài ABC cũng nêu ra một kinh nghiệm nữa trong vấn đề xây dựng nhà từ một chủ nhà ở tiểu bang Victoria. Người chủ nhà này tên là Steve S. thì đã dồn hết cái tiền tiết kiệm cả đời để xây ngôi nhà 3 phòng ngủ ở khu vực Dandenong trong vòng 5 năm qua mà chưa xong. Và đến nay thì đã hoàn thiện được khoảng 80%, nhưng mà dở dang. Do vậy mà ngôi nhà này gần như là nhà để hoang cho những cái kẻ xấu đến lai vãng ở. Nguyên nhân là 3 năm trước thì công ty xây dựng cho người này đã bị phá sản. Nhưng mà vấn đề khó khăn nhất và gây mất nhiều thời giờ nhất chính là tranh cãi với cơ quan quản lý bảo hiểm nhà ở của Victoria. Mà đến nay thì cuộc chiến giữa hai bên vẫn đang diễn ra, khiến cho người này vẫn không thể nào lấy được tiền bảo hiểm để tiếp tục hoàn thiện cái ngôi nhà của mình. Về mặt pháp lý thì các công ty xây dựng ở Victoria thì luôn phải mua bảo hiểm xây dựng trước với cơ quan này, thay mặt cho chủ sở hữu nhà để cung cấp một số biện pháp bảo vệ trong trường hợp công ty rơi vào phá sản. Tuy nhiên, chính cơ quan này thì hiện nay cũng đang gặp khó khăn bởi rất nhiều vấn đề và sự chậm trễ do phải đối mặt với số công ty xây dựng phá sản kỷ lục nên bản thân công việc của họ cũng đang bị quá tải. Điều đó có nghĩa là suốt trong vòng 3 năm qua, ông Steven đang phải trả cái tiền thế chấp cho hai ngôi nhà, một ngôi nhà đang xây dựng đó và một ngôi nhà đang ở chung, và anh đã mất khoảng là 100.000 đô la cho cái tiền thế chấp của hai căn nhà đó. Điều này cũng có nghĩa là người dân tại Victoria hiện nay đang chịu một cái thảm họa kép, có theo nghĩa là rất nhiều công ty xây dựng đã tuyên bố phá sản, trong khi cơ quan bảo hiểm của chính phủ, gọi tắt là VMAI, thì cũng đã bị quá tải, cho nên cái việc giải quyết hồ sơ nó rất là chậm chạp, làm cho những người này đã có nợ rồi thì càng nợ chồng chất thêm nữa. Mà nguyên nhân chính là bởi vì sự sụp đổ của một trong những công ty xây dựng lớn nhất tại Victoria diễn ra vào tháng 3 năm ngoái 2023, đó là công ty Porter Davis. Công ty này, sau khi công ty này tuyên bố phá sản, thì cơ quan bảo hiểm đã phải thụ lý khoảng 1.600 đơn xin bồi hoàn từ khách. Và đây cũng cái số tiền bồi hoàn nó lên đến 116 triệu đô la. Đó là chỉ là từ một công ty mà thôi. Và theo tính toán của Bộ trưởng Gia cư đối lập thì chính phủ Victoria cần phải hỗ trợ thêm tiền để cơ quan bảo hiểm này mới có thể giải quyết được cái nguồn tồn đọng hiện nay, bởi vì quá nhiều người yêu cầu bồi thường trong khi cái nguồn vốn của chính phủ cung cấp thì nó không đủ, và vì vậy nó làm cho người dân chờ đợi rất là lâu. Hy vọng qua những cái thông tin từ cơ quan truyền thông thì sẽ gây áp lực lên chính phủ Victoria để họ có thể cùng với cơ quan bảo hiểm giải quyết được những cái hồ sơ tồn đọng từ rất nhiều năm. Cũng liên quan đến vấn đề gia cư, kính thưa quý vị, ngày hôm nay công ty Rooftrack, một trong những công ty chuyên về địa ốc, cũng đã cho biết giá nhà tại Úc trong tháng 3 vừa qua tiếp tục gia tăng, và gia tăng ở mức kỷ lục so với cùng thời điểm của tháng 3 năm 2020. Lý do là bởi vì so với thời điểm của tháng 3 2020 thì giá nhà trong tháng 3 năm nay đã tăng đến 35%. Còn nếu mà chúng ta so với tháng 3 của năm 2023, có nghĩa là một năm trước đó, thì sự gia tăng giá nhà hiện nay là 7.64% trung bình trên toàn quốc, và nâng mức giá trung đoạn lên khoảng 832.000 cho một căn nhà. Nhưng đó là mức giá trung đoạn của tất cả các tiểu bang và các thành phố lớn. Riêng đối với thành phố Sydney, giá nhà vẫn đang ở mức cao nhất là khoảng 1.069.000 cho một căn nhà. Trong khi Melbourne và Brisbane thì rất là ngạc nhiên khi mà mức giá trung đoạn ở mức tương đương, có nghĩa là 802.000 cho một căn nhà tại Melbourne và 801.000 cho một căn nhà tại Brisbane. Và trong số tất cả các thành phố thủ phủ Tây Úc, là tại Tây Úc là Perth có sự gia tăng cao nhất là 18.6%.
62%, trong khi Adelaide cũng gia tăng 13.5% và Brisbane gia tăng 12.9%. Đây là những thông tin có lẽ là cử tri trẻ càng thêm giận dữ đối với chính phủ Albanese, là bởi vì không có cái dấu hiệu gì giảm hạ. Giá nhà mua thì liên tục gia tăng, nhà thuê thì cũng không có và giá thuê thì nó cũng vô cùng đắt đỏ. Trong và khi xây nhà thì gặp rất nhiều vấn đề. Xây nhà thì cũng gặp vấn đề và xây nhà dở dang rồi đó, không thể nào dọn vô ở bởi vì những cái thủ tục pháp lý nó gây trở ngại cho người dân. Mặc dù đấy là rất đúng theo luật pháp, đó là chưa kể những cái việc mà công ty lươn lẹo hay là dối không có nghĩa là chúng ta không nói về những công ty, cái phần công ty phá sản là cái phần rất là nhỏ, nhưng mà cái phần lớn hiện nay là những công ty bảo hiểm của những chính phủ quyết sau đó không thể nào hoàn thành trách nhiệm. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, trong vấn đề chống biến đổi khí hậu thì chính phủ liên bang vẫn tiếp tục là thúc đẩy cư dân là mua xe ô tô điện để giảm bớt cái lượng khí thải CO2 ra môi trường. Và những ai mà mua xe điện thì có lẽ là cũng bớt lo ngại khi mà đang lo rằng là không biết liệu có nhiều các cái trạm sạc điện để chúng ta sạc cho xe hay không, giống như các cái trạm đổ xăng. Tuy nhiên, một dữ liệu mới công bố ngày hôm nay cũng có vẻ trấn an những ai chuẩn bị mua xe ô tô điện để sử dụng. Đó là cái số trạm sạc nhanh trên toàn quốc đã gia tăng rất là nhanh. Vì khi mà chỉ từ đầu năm nay đã có thêm gần 100 địa điểm sạc nhanh mới được lắp đặt. Và dữ liệu từ Bộ Năng lượng Liên bang cũng cho thấy như vậy là đã có tổng số là 900 trạm sạc điện rất là nhanh được lắp đặt. Như vậy là tăng tới 90% so với 2 năm trước đây. Còn tính chung những cái trạm sạc thông thường thì hiện nay trên toàn Úc Châu đã có khoảng 3.000 trạm sạc và 7.000 phích cắm, ổ cắm riêng lẻ để phục vụ cho việc sạc điện cho ô tô. Và hiện nay thì ở Úc Châu cũng đang có khoảng 198.000 chiếc xe điện đang được lưu thông sử dụng và 2/3 trong số đó là đã được mua kể từ năm 2022. Và Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Chris Bowen thì đã rất hoan nghênh cái số liệu được công bố ngày hôm nay và cho biết là chính phủ cũng đang tiếp tục làm việc nhanh chóng để đảm bảo nhiều người có thể sử dụng xe ô tô điện được. Mà theo số liệu gần đây do Hiệp hội ô tô Úc công bố thì có tới 87.200 xe điện đã được bán trong một năm qua tính đến tháng 1 năm 2024. Mà theo tính toán thì doanh số bán ô tô điện cần phải tăng đáng kể nếu mà chính phủ liên bang muốn đạt mục tiêu là cắt giảm 61% lượng khí thải từ các phương tiện mới. Và dữ liệu về các trạm sạc xe điện được đưa ra trong bối cảnh mà chính phủ của Thủ tướng Albanese chuẩn bị đưa ra các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trước Quốc hội trong tuần này nhằm khuyến khích các nhà sản xuất ô tô là phải nhập khẩu những cái ô tô sạch và thân thiện hơn với môi trường để vào bán ở Úc Châu. Và theo quy định này thì lượng khí thải trung bình của các loại xe thương mại hạng nhẹ mới sẽ cần phải giảm tới 50% trong vòng 5 năm tới nếu các nhà sản xuất ô tô muốn tránh bị phạt về tài chính. Và các nhà sản xuất xe ô tô điện gồm Tesla hay là Polestar được cho là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ những cái kế hoạch mới của chính phủ khi mà sẽ bán được nhiều xe điện hơn. Trong lĩnh vực y tế, kính thưa quý vị, vài tuần lễ trước đây, y sĩ trưởng tại tiểu bang Queensland là ông John Chira đã đưa ra một cái lời tuyên bố là tình trạng long COVID, có nghĩa là COVID kéo dài, có thể nói là đã không thực tế, và ông cho rằng đã đến lúc người Úc của chúng ta nên ngừng sử dụng cái thuật ngữ long COVID. Sau cái lời tuyên bố này của y sĩ trưởng tại Queensland đã khiến cho rất nhiều những người là bệnh nhân của long COVID họ đã cảm thấy nổi giận, đặc biệt là bà Minquet Aperonby, một cư dân sinh sống tại tiểu bang Victoria. Lý do là bởi vì 2 năm trước đây, bà Aperonby khi bà đang tập luyện cho một cuộc chạy đua marathon thì bà đã bị dương tính với COVID-19. Và sau đó tình trạng của bà nó đã trở nặng và thậm chí là cho đến thời điểm này bà đã trở từ một người vận động viên rất là khỏe mạnh trở thành một người phải sử dụng xe lăn khi chiến đấu với rất nhiều những bệnh tật kể từ tháng 4 của năm 2022, mà nguyên nhân chính là bởi vì cái tình trạng long COVID, có nghĩa là COVID kéo dài. Vì vậy mà những bệnh nhân này, những người đã trải qua cái tình trạng long COVID cảm thấy rất là giận dữ với lời tuyên bố mà họ cho là vô trách nhiệm của y sĩ trưởng tại tiểu bang Queensland. Và trước bối cảnh này thì ngày hôm qua, Bộ Y tế tại tiểu bang Queensland đã lên tiếng xin lỗi tất cả những bình luận về tình trạng long COVID không hề tồn tại của y sĩ trưởng. Trong khi đó, cá nhân của ông John Chira
cho đến nay thì ông vẫn giữ thái độ im lặng. Còn một chuyên gia khác trong bệnh truyền nhiễm, đó là giáo sư Paul Griffin, ông xác nhận là có lẽ còn quá sớm để đưa ra bất cứ một cái lời kết luận nào về long COVID. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng là quả là rất gây tranh cãi, bởi vì người ta cho rằng nếu mà bỏ cái từ thuật ngữ là long COVID thì những người mà bị những cái triệu chứng long COVID kéo dài sau khi nhiễm COVID-19 như là chị Kim Hoàng vừa nêu thì không biết là họ định nghĩa cái bệnh hiện nay của họ là gì. Bởi vì nếu mà khi mà có một cái bệnh như vậy mà họ cần phải đệ đơn xin nghỉ việc hay là xin trợ cấp từ Centrelink thì họ cũng không biết nêu cái lý do mình bị bệnh gọi là như thế nào. Còn thưa quý vị và các bạn, là cuối cùng là một cái thông tin cũng là một cái kinh nghiệm trong vấn đề lừa đảo. Khi mà có một thanh niên làm xây dựng vừa bị lừa do cái nguyên nhân cũng là từ cái cuộc khủng hoảng thiếu nhà hiện nay. Vào tháng 5 năm ngoái thì cậu thanh niên này tên là Ethan Hanan, khi đó mới 19 tuổi, cũng đang ở chung trong một căn nhà thuê, thế nhưng mà muốn sống ở riêng nên nghĩ rằng là mình đã gặp trúng số độc đắc khi mà nhìn thấy một quảng cáo về một cái căn nhà cho thuê có giá rất hời trên mạng Facebook. Và cậu cũng đã đến xem căn nhà 2 phòng ngủ này ở khu vực Nam Wynnewood ở phía tây Sydney và rất hài lòng với những gì đã nhìn thấy. Và đặc biệt là chỉ có giá là $450 một tuần và được trang bị đầy đủ tiện nghi. Và mức tiền này được cho là khá rẻ trong bối cảnh nhà cửa đắt đỏ hiện nay. Và cậu đã đăng ký thuê ngay và 4 ngày sau đã chuyển $2,900 để đảm bảo thuê được căn hộ đó, bao gồm là tiền thuê 2 tuần và tiền bon 2 tuần. Nhưng mà ngân hàng của cậu đã ngay lập tức muốn đóng băng tài khoản của cậu vì lo ngại là cái việc chuyển tiền vừa rồi là lừa đảo. Nhưng mà thật không may, hành động của ngân hàng cũng đã quá trễ vì $2,900 cũng đã được chuyển đi. Và khi tra cứu lại địa chỉ thì thanh niên này mới thấy là căn nhà mình vừa đặt thuê thực tế là căn nhà ở cho thuê ngắn hạn, đã được đăng ký quảng cáo trên cái trang booking.com chứ không phải là nhà cho thuê dài hạn như quảng cáo trên Facebook mà cậu nhìn thấy. Thế là vậy là cậu đã mất hoàn toàn cái số tiền đặt cọc đó. Và do không còn tiền, và đây là cái số tiền tiết kiệm được, cho nên là cậu này cũng đã phải chuyển về sống cùng với cha mẹ. Ngoài tiền thì Hana còn cung cấp bằng lái này, giấy khai sinh của mình. Do vậy mà ngay sau đó cậu đã phải nộp đơn cho ID Care để tìm cách là bảo vệ cái danh tính của mình khỏi bị lộ ra trên mạng. Và kẻ đứng sau cái vụ lừa đảo này được tiết lộ chính là một nhà quản lý Strata ở Sydney tên là Scott Jeffrey. Người này thì thực tế đã lừa được tới 20 người, lấy tổng cộng là $58,000 với cái hình thức cho thuê nhà giả như vậy. Và anh ta đã bị kết án 2 năm rưỡi tù treo, tức là chỉ cải tạo ở cộng đồng mà thôi. Và hồ sơ cũng tiết lộ rằng cái người phụ nữ mà dẫn cậu thanh niên Hana đi xem cái nhà thuê đó thì cũng không hề biết mình là một phần của vụ lừa đảo. Và cô ta nói rằng cũng chỉ được người thuê lại trên mạng dẫn người khách đi xem và đưa cái giấy đăng ký với giá thuê là $150 một ngày. Có nghĩa là đây là căn nhà cho thuê, đúng là cho thuê, nhưng mà cho thuê ngắn hạn theo hình thức Airbnb, $450 chứ không phải là cho thuê dài hạn. Và người này có thể là quá là vội vã ký những cái hợp đồng nhưng mà lại không đọc những cái hợp đồng khi ký, và vì vậy mà đã rơi vào cái bẫy và bị mất $2,900. Bản tin này chúng tôi muốn nêu ra để nhắc nhở tất cả mọi người, khi chúng ta thuê nhà thì chúng ta phải biết chắc là căn nhà đó là cho thuê hợp pháp. Và chắc nếu mà làm việc với những văn phòng địa ốc, real agent, thì cái việc thuê nhà có thể là được đảm bảo hơn là chúng ta chỉ thuê nhà hoặc là xem nhà qua những cái trang quảng cáo như là Facebook hoặc là Gumtree. Bởi vì những cái hình thức quảng cáo như thế này nó rất nhiều rủi ro, và đặc biệt trong bối cảnh khan hiếm gia cư như hiện nay, những cái giá thuê nào quá rẻ thì chúng ta cũng nên đặt một dấu chấm hỏi lớn trước khi chúng ta đưa đến một cái quyết định quan trọng nào đó. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hòa và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Kim Hòa xin trân trọng kính chào, và chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 8 giờ tối nay trong phần điểm báo thế giới. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.